Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Sau một thời gian vắng bóng đối với cái mẫu cất cỏ Kawasaki TJ53 thì hôm nay em nó lại tiếp tục xuất hiện trên video của Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay thì chúng tôi làm một cái video này là để thông báo là hàng về thôi các bạn ạ. Còn mẫu này thì giới thiệu quý vị các bạn quá nhiều rồi. Một lần nữa khẳng định cách rõ ràng nguồn gốc xuất xứ của TJ53 nó là sản xuất tại Trung Quốc. Và nó đã được chứng minh chất lượng qua 3 đến 4 năm nay và rất là nhiều người tiêu dùng rồi. Do đó thì các bạn không nên quá đắn đo về cái vấn đề sản xuất tại đâu. Ngay kể cả một chiếc máy cắt cỏ Mazuyama MNE420 sản xuất tại Nhật, đâu được các bác nào sử dụng và tin tưởng đâu. Và cũng bán ra thị trường 4 năm nay rồi, cũng không có ai thích thú gì so với cả chiếc máy, vì chiếc máy đấy sản xuất tại Nhật nhá. Nên người ta mua lúc đầu, sau đó qua một cái quá trình sử dụng cũng đâu có ai hào hứng gì với mẫu Mazuyama NE420 đâu, đúng không ạ? Và cái Kawasaki TJ53 này lại quá rất nhiều người hào hứng. Và nó quá là tốt, phản hồi cực kỳ tốt. Tôi chưa thấy một cái phản hồi nào tồi hoặc là chê trách quá nhiều ở cái mẫu Kawasaki TJ53 này cả. Cái mẫu này thì nó được nhập tư nhân. Các bạn hiểu thế nào là nhập tư nhân không? Nhập tư nhân tức là nó sẽ không có đại diện của hãng tại Việt Nam, mà thông qua các công ty nhập tư nhân, ví dụ như công ty tôi chẳng hạn đấy, nhập về từ Kawasaki hoặc từ các đại lý Kawasaki ở nước ngoài nhập về, chứ không Kawasaki không có hãng tại Việt Nam các bạn nhé. Vì vậy thì cái mẫu này nó liên tục có rồi lại đứt, rồi lại có rồi lại đứt. Rồi ok, cái mẫu này thì tuy nó mới ra thôi nhưng đồ đạc của nó lại rất là nhiều. Nhiều bác có ngại vấn đề là ôi cái mẫu này độc thế, liệu có đồ thay thế không, thì xin thưa quý vị các bạn luôn, nó rất là sẵn và giá của nó cũng cực kỳ hợp lý. Đôi khi mình còn thấy giật mình bởi vì cái giá phụ tùng thay thế của TJ53 còn rẻ hơn so với HU 541, còn rẻ hơn so với Estin FS 250, mà trong khi đó hai hãng kia lại có đại diện của hãng tại Việt Nam. Vậy thì câu hỏi đặt ra là liệu Estin hay là HU ở Việt Nam ăn lãi quá dày tùng không? Ai cái đấy mình không biết nha, mình chỉ gợi ý câu hỏi như thế thôi, các bạn tự trả lời. Còn tất nhiên rồi, Kawasaki này, đồ phụ tùng thay thế ở Điện Máy Bình Sơn chúng tôi cam kết là có và rất là sẵn, cũng rẻ và hợp lý, không hề đắt một chút nào cả. Rồi xin mời quý vị các bạn đến gần hơn so với chiếc máy này, các bạn có thể nhìn chi tiết máy hơn. Chiếc máy này thì kích thước khá là lớn, chiều ngang của nó khoảng tầm hơn 20 phân này, hơn 20 phân các bạn nhé. Chiều rộng cũng thế. Dòng máy này thì nòng 44 ly. Nếu nói về máy cắt cỏ đang bán mới tại thị trường Việt Nam thì con này to nhất luôn. Dòng chế 2 tầng, không kim chỉnh. Tuy nhiên chả bác nào thấy chê về cái chế này cả, cũng chưa thấy ai hỏng và cần phải thay thế. Các bạn có thể thấy được cái chế này là chế 2 tầng, chế 2 ốc gọ, 2 họng gió luôn. Và cái phần mút này các bạn thấy không, chúng tôi tháo luôn ra cho bạn xem. 2 họng gió nhá, một họng trên và một họng ở giữa này, các bạn nhìn thấy không? Thông tháo cái này ra các bạn sẽ nhìn thấy ngay. Chúng tôi đã có quá nhiều video đã quay về cái chế này cho các bạn rồi. One Pro WIK IA. Cái mẫu mà trên HUST 541 hay 143 là WIK, còn con này là WIA, không ốc chỉnh nha các bạn nhá. Tuy nhiên thì cái chế này lại chạy cực kỳ chính xác luôn. Ga máy rất vừa, không quá bốc, không quá là yếu và tải thì rất là khỏe. Đấy, nó có một cái ốc chỉnh ở trên này nha các bạn nhá. Thì các bạn phải cậy cái phần nhựa lên và các bạn có một cái mũi tô vít chuyên dụng để luồn vào đây để chỉnh chế. Rồi, chụp giật này, chụp giật trợ lực các bạn ạ, trợ lực. Giật nó sẽ hơi nặng vì nòng con này lên đến 44 ly cơ mà. Hơi con này có rồi nha các bạn nhá. Bô xả này, dạng kiểu bô có lưới, lưới tre này, tiếng kêu nó sẽ tanh 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 tanh. TJ53E. Nhiều bác có đặt câu hỏi với Điện Máy Bình Sơn là tại sao các ông không nhập TJ45? Bởi vì Kawasaki này nó chỉ có sản xuất động cơ thôi, nó không sản xuất cần. Do đó thì đối với những cái dòng TJ45 thì nòng nó khoảng 40 ly, thì việc gì các bạn phải mua TJ, các bạn mua luôn HUST. Bởi vì HU nó cũng 40 ly và nó đồng bộ luôn cả chiếc máy. Còn TJ53 này nó chỉ dành cho các bác nào có nhu cầu cực kỳ khỏe, nòng 44 ly mà tất cả các dòng máy thị trường hiện nay không có, thì các bạn hãy nên chọn TJ53. Khi mua TJ53 thì các bạn, một, có thể mua nguyên đầu, hai là các bạn có thể mua kèm cần. Chúng tôi sẽ tháo cần từ con UMK435 này ra, lắp sang đây cho các bạn. Thì giá cần của con UMK này là 2 triệu đồng full đồ các bạn nhé, full đồ. Và cần của UMK này là cần Thái Lan nhập khẩu nguyên chiếc, là 2 triệu đồng full đồ.
Còn nếu không thì các bạn có thể sử dụng cần Hamashiwa của GX35 OM hoặc là cần PL hoặc Takuma. Thì những cái cần đấy có trị giá là 1,2 triệu full đồ, tùy theo các bạn lựa chọn thôi. Rồi, các bạn có thể thấy được chiếc máy này thì quá là ổn luôn. Chân đế chắc chắn, phần đế này nó ôm sát luôn phần bình xăng, nên là các bạn khi mà đặt thoải mái không sợ vỡ bình xăng nhá. Phần côn thì có ngoài cái lò xo níu, nó còn có hai cái má nẹp này để cho các bạn thấy không, để cho nó cân đối cái côn này không bị văng ra khi mà côn, khi mà ví dụ cái ốc bố côn này của các bạn kiểu bị dơ ấy, thì cái nẹp này nó sẽ giữ cho không để cho cái má côn của các bạn bị vênh ra. Và cái côn này là côn thường, không phải côn sắt đặc như Husqvarna hoặc STN FS 250 nhá. Những cái côn kia thì nó sẽ dễ sinh nhiệt hơn, dòng này thì ít sinh nhiệt hơn. Côn này mã của nó là R78 đây này. Đó, 2014-12 này. Đấy các bạn thấy không? Mã côn là R78, dập nổi luôn. À dập chìm luôn. Dòng máy này thì sản xuất tại Trung Quốc. Đấy, nói lại một lần nữa để cho các bạn nào nếu mà đắn đo nguồn gốc xuất xứ, sản xuất tại Trung Quốc. Giá con này thì hiện tại nó đang tăng. Nó đang tăng, chúng tôi đang phải nhập tăng giá, nhưng anh em Điện Máy Bình Sơn cố gắng hỗ trợ tối đa cho bà con bằng cách giữ giá cũ. Giá hiện tại đầu máy là 3.990.000, chưa bao gồm phí vận chuyển. Nếu các bạn muốn mua hàng thì có thể liên hệ với Điện Máy Bình Sơn theo số điện thoại chúng tôi sẽ để ngay dưới màn hình để các bạn có thể tiện theo dõi hết, theo dõi nhất. Một số bạn có lẽ thắc mắc là tại sao chúng tôi không nổ máy lên, vì rất nhiều cái video nổ máy test thử ở trên cái kho video của Điện Máy Bình Sơn trên YouTube rồi. Các bạn có thể check lại một lần là có thể thấy những cái video nổ thử máy ngay. Ở video này nội dung chính chủ yếu là chúng tôi muốn thông báo với quý vị và các bạn là TD53 đang có tại Điện Máy Bình Sơn. Số lượng cũng ít thôi, đôi 30 con thôi. Nếu anh em nào có nhu cầu mua hàng liên hệ ngay. Bởi vì sao? Cái hàng này nó đứt khá lâu rồi, anh em rất là nhiều bác mua xịt rồi. Do đó 20-30 con về chắc chắn sẽ rất nhanh hết. Vì vậy các bạn liên hệ ngay nhá, khi nếu mà có nhu cầu. Khi mà hết thì nó sẽ lại mất một thời gian đứt khoảng tầm 2 tháng nữa mới có lại. Nên là các bạn lưu ý. Rồi, một lần nữa thì cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau.